em quan biết chủ quán rồi đúng không? Em biết trời, em nói chuyện nghe. Cho nên là còn tới nơi nó luôn, nó làm tới nãy luôn. Trời ơi. Người lắm. Ai chịu nổi. Bởi vì tao nói hả? Ghê lắm nha. Đời này sống như phụ nữ nào á cũng dịu dàng nết na được như mỡ hai đâu. Đàn bà phụ nữ mà nói chuyện nói nhiều quá trời nhiều, tối ngày tụm năm tụm bảy ngồi nhiều chuyện, ăn cơm nhà mà hả đuổi gà hàng xóm không mà thiệt phức. Sao mà bằng mỡ hai của tôi được thiệt chứ, tối ngày cứ ra đường buôn dưa lê nọ kiểu, chỉ có mỡ hai là hiền dịu nết na. Cậu hai biết không, gia đình em gia giáo lắm, ba mẹ em giáo dục này kia là không có cho em ngồi nói chuyện vậy đâu. Em ở trong nha khoa là chỉ có nhổ răng à. Cãi sọ thiệt ha, quá trời luôn. Trời ơi, cái gì mà ha sai chụp tùm lum mà. Đâu chị biết, chị biết. Vậy đúng ra. Trời ơi. Sao? Hôm đó không phải là như vậy. Chị nghe người ta nói là cái con nhỏ đó là hôm đó nó nhào vô nó giật chồng của bà kia. Mà vợ người ta là người ta chính thức, người ta văn minh lắm. Người ta không có cào vậy, giống như mấy đứa nói đâu. Tùm bậy, tùm bạ. Trời ơi, có vậy đâu. Nói bạn nghe nè. Tôi chính tôi là người trong câu chuyện đó luôn á. Bà Tám á, biết sao không? Bà là bà ăn, ăn của bà kia. Xong bà ăn của bà kia, xong bà cho ăn ghen. Nó tôi trong nhỏ, con nhỏ cách kế bên. Nhưng mình dễ sợ đó. Trời ơi, đầu lớn thì làm sao cũng được. Tôi luôn, biết sao không?